Và ngay góc đây bà con cô bác còn nhớ tiệm chè Hiển Khánh không? Hôm nay nè, bên sát bên hông của rạp Cầu Bông này nè. Hồi xưa là casino Đa Cao. Rồi xéo góc bên đây nè, đó là tiệm bán có bà bán cháo lòng. Rồi ngay đây là hồi xưa là bệnh viện cảnh sát quốc gia nè, quận nhất. Rồi quẹo trái hay quẹo phải nha hả, con đường này là đường Nguyễn Phi Khanh. Ăn cái gì mà đông dữ vậy trời, đi bao nhiêu lần mà đâu có nhớ lần cái chỗ đó có quán gì đâu ta, xe hơi đậu ăn quá trời luôn rồi bà con. Ô thấy khủng khiếp chưa. Ô ta mấy cô đi bao nhiêu lần rồi nhớ đó đâu có bán gì đâu ta, mà thấy cái bà già cũng bán nha, không biết bán món gì luôn. Để bữa nào lưu ý để đó, 31 ba mấy cô sẽ đi ngang qua một lần nữa. Gọi đầu nè, ở đây là cắt gọi đầu, quán cà phê Catina. Ở đây là nổi tiếng nhất là gọi đầu nha bà con, hớt tóc gọi đầu. Cứ gọi đầu, đặc sản gọi đầu nha bà con, nhưng mà bên trong tới thui à. Ba mẹ cậu lít con mắt vô mà ba mẹ cậu thấy tối thui thứ thủi à. Gọi đầu trong bóng tối. Sơn Trà Đình. Tàn xanh được về cái nè. Rồi con đường này đường Nguyễn Hữu Cầu. Đường Nguyễn Hữu Cầu này hồi xưa trước năm 75 tên gì ba mẹ cậu cũng không nhớ. Các cô chú anh chị và các bạn có ai nhớ nhắc giùm ba mẹ cô. Đây là Hoa Xuân nè. Trời ơi, từ năm 1976 luôn. Chưa vậy? Ô cái tiệm đó mở từ năm 1976 luôn mà không? Ô. Bún mắm, lẩu mắm chị 13 đường Thạch Thị Thanh. Đường Thạch Thị Thanh này hồi xưa là Lý Trần Quán. Cũng như cái tòa nhà này nè bà con, hồi xưa trước năm 75 là cái rạp cine, rạp màu đẹp á, hay còn gọi là rạp kinh đô á. Rồi mình đi dạo vòng chợ Tân Định nha bà con. Chợ Tân Định này thì ba mẹ còn nhớ hoài, hai vợ chồng ba mẹ còn bị té xe ở đây, rồi té một cách lạng nhách lắm. Đâu đây nè, có một lần ba mẹ cậu rồi hai vợ chồng ba mẹ cậu đi quay tầm buổi chiều sau 7 giờ tối đó, cái ống nước này nè bà con, đó ống nước trên mặt bà con bác luôn đó, tới đây nè. Đây cái này mới đúng nè. Nó cắn ngang qua rồi nè bà con, tự nhiên ba mẹ cậu chạy xe qua cái té cái ạch. Cán vô ống nước đó cái nó lọt cho bánh xe đi, cái té cái ạch lãng nhách dễ sợ, nhớ hoài hai vợ chồng té. Rồi khu này khu bán trái cây nè, bán trái cây này là bán không ngủ luôn nha bà con, 24 giờ mọi trời ơi. Đó mấy cái ống đường dẫn nước đi nha, đó chạy vô cái lớp bánh mà lọt xuống cái là cũng dễ té lắm nè. Rồi bà con bác thấy không, ở Sài Gòn á sơ ý một chút xíu thôi là nguy hiểm lắm. Ở đây là tìm mấy cái tiệm bán vải ở chợ Tân Định nè. Quẹo phải, nhìn tay phải là bà con có sẽ thấy một cái biểu tượng ở Tân Định. Đó là nhà thờ Tân Định. Hồi đó đây còn có trường Thiên Phước nữa, mặc áo dài màu hồng,
giờ là có mấy cái xe này là xe chở khách du lịch tới đó bà con, họ tới họ tham quan. Có một lần ba mẹ cô cũng vô rồi nhưng mà chỉ được tham quan vòng vòng bên ngoài thôi bà con, không có vô được thánh đường đâu. Ồ, đây có gỏi khô bò. Ồ, gỏi khô bò có ngồi ăn luôn kìa, có bột chiên nữa bà con, hấp dẫn quá. Đường này là đường Võ Thị Sáu, hồi xưa là đường Hiền Vương nha. Công viên bên kia là công viên Lê Văn Tám, hồi đó công viên đó là người ta gọi là nghĩa trang Mặt Vĩnh Chi. Gỏi khô bò này ngon lắm nè, bò vía này cũng ngon lắm nè. Cái khúc này bà con cô bác Việt Kiều còn nhớ không, hồi đó ba mươi hồ á, gia đình nói chung là Việt Kiều mà về nước á, đầu tiên là chạy ra đây ngồi cái bên cái công viên đó đó, ăn gỏi khô bò với bò vía. Nói chứ bò vía ăn ngon lắm nha bà con. Cuốn bánh tráng nó dùng đó nó chỉ có cái gì đâu, miếng lạp xưởng, miếng trứng với lại mấy cái su hào, cà rốt luộc lên, hấp lên gì đó, chấm với tương hột. Trời ơi, ăn bá cháy bò chét. Không biết bà con cô bác có chảy nước miếng không chứ ba mẹ cô ngồi mô tả không mà ba mẹ cô chảy nước miếng. Giờ mà không đi quay phim là ba mẹ cô chạy vô mua rồi. Bây giờ mất công vô mua quay phim ta kỳ lắm. Bây giờ ba mẹ cô không có muốn review món ăn nữa. Review món ăn, nói chung chén cơm của người ta, ba mẹ gọi thấy nhiều cảnh, nhiều người ta đang bán ngon lành, cái tự nhiên cái youtuber xuống review cái làm xáo trộn cuộc sống của người ta. Nên ba mẹ gọi chọn hướng đi là đi làm về đường phố Sài Gòn xưa với nay này. Nó không ảnh hưởng tới ai hết. Chứ tự nhiên mình vô mình quay người ta tốt không nói gì, mà tốt cũng là cái khổ của họ. Tự nhiên khách khứa ùm ùm thì kéo tới. Đó. Mà mình nó người ta ăn không ngon, mình review có lẽ mình review mà mình người ta làm dở, mình nói ngon thì lâm ra mình lừa dối fan của mình. Đó, khó lắm. Con đường chúng ta đang đi là đường Hai Bà Trưng. Bên tay trái này đường Nguyễn Văn Thủ nè, trước năm 75 là đường Tự Đức nha bà con. Hồi đó khoảng năm mấy cũng quên bả rồi. Có thời gian ba mẹ cái gì ta, ở trong đó có một cái công ty băng cassette với là băng video bà con. Ba mẹ cô làm trong đó khoảng năm tám mấy á, giờ lâu quá không nhớ. Mà nói vậy á chứ làm cũng đơn giản lắm bà con bác thấy vậy á chứ nó không có khó, không có phức tạp đâu. Cái dàn máy của nó, cái thời đó là cái thời bà con bác biết á, là mấy cái thịnh hành nhất là băng video này với băng cassette. Thì không biết mô tả cho bà con cô bác làm sao. Cái công việc của ba Michael là nó, bà con cô bác có biết cái cuộn băng ha, với lại một cái băng bự nè đó, giờ ba Michael sang qua đó. Sang qua băng trắng á, nó làm cái giống như là băng trắng á bà con. Nhiệm vụ đơn giản lắm, lấy cái cục nó đắn vô một cái bắt đầu cho máy nó quay. Quay nó bay dừng lại cái là mình bấm nút cái là nó dính keo lại, nó nói hai đầu lại là xong, lấy ra bỏ vô thùng vậy thôi. Hồi đó là bằng làm bằng thủ công bà con, cho nên là không có, bà con cô bác sẽ thấy là cái chuyện mà sang băng đó, nó sẽ có những cái đoạn, những cái băng video nó dày,
nó nhiều hơn và cũng có những cái băng video nó ít hơn. Cassette cũng vậy, tại vì sao? Nhìn bằng cái con mắt. Ừ, 30 rồi nhớ, đó 30 rồi nhìn mắt. Tuy nhiên là bấm máy bắt đầu nó quay, nó cuốn tới một cái mức nào đó mình định hình được, cái mình nhắm chừng được đó, cái mình ngưng. À, sau đó cái keo dán bụp xuống cái là xong. Vậy là xong một cuốn. À, một đêm vậy 30 rồi làm mấy thùng á. Nhiều lắm. Đi tới đây còn đường Hai Bà Trưng. Con đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Nguyễn Thị Minh Khai này hồi đó là Hồng Thập Tự nè. Bên tay trái đó là Tổng lãnh sự quán Pháp đó. Xích lên cho bà con bác xem nè. Đường Nguyễn Thị Minh Khai này giờ là đường một chiều. Hồi xưa là đường hai chiều. Mà nó còn có một cái tên nữa là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đường này đường Nguyễn Văn Chim nè. Ở bên kia có nguyên một cái dãy bán nè, cháo lòng đủ thứ ha, há cảo, bánh mì phá lấu, mì gói phá lấu, nó đầy đủ hết rồi đó. À, ở đây có cái quán cũng sang trọng ha, quán thanh niên. Đây là Diamond nè bà con, một thời nổi tiếng huy hoàng. Rồi, đường này đường Phạm Ngọc Thạch, nhà văn hóa thanh niên, Thành Đoàn bên đây nha. À, nhiều người cứ nói rằng bên đây là Thành Đoàn nhưng mà chắc 30 cầu nghĩ không phải đâu. Đây là nhà văn hóa thanh niên. Ồ, qua luôn, qua luôn. Nguy hiểm quá. Đây là hồ con rùa. Đúng là ha, áo quần của 30 cầu nó khô queo rồi. Gió nó lùa, nắng nó lên. À, đây là hồ con rùa. Tiếc quá, ở bên kia hồi xưa cái tiệm Lê Ha đó làm ăn ngon lành lắm. Cái tự nhiên sang quán cho một cái tiệm phở gì đó, xong bây giờ đóng cửa cho thuê mặt bằng luôn. À, bên đây là hồi xưa là viện đại học Sài Gòn. À, hồ con rùa buổi tối đầy đông lắm. À, hồ con rùa. Wow, khách Tây kìa. Đó, bà con cô bác thấy không? Khách Tây họ đâu có sợ nắng đâu. Họ mặc đồ vậy đó.
Rồi xin thưa với bà con bác, chúng ta đang đứng ở đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Phạm Ngọc Thạch. Hồi xưa con đường này là ngã tư Duy Tân với đường Hồng Thập Tự. Bên tay phải này là nhà của hai vợ chồng ông bà Ưng Thi đó. Nơi đây đã từng là cho cái bà mà gia đình ba mẹ của bà Madame Nhu đó bà con đó, ở đó. Sau này là sau năm 75 đó, còn từng là tổng lãnh sự quán Trung Quốc có một thời gian ở đó. À, bên đây mới là thành đoàn nè. Sài Gòn bây giờ là 3 giờ 15 phút nha bà con. Ngày 16 tháng 7 2024, bà Mẹ Gồ đang có mặt ở đây là phía sau của nhà thờ Đức Bà, con đường Lê Dũng. Hồi xưa là đường Thống Nhất. Đây có dinh Độc Lập. Công viên này, công viên 30 tháng 4. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha. À, để cùng với bà Mẹ Gồ tiếp tục đi dạo hành trình. Hôm nay dạo này đi buổi trưa trời nó mát mát. À, khách nước ngoài người ta đi thả bộ, người ta đi chụp hình nhà thờ đó ha. Có bồ câu đó nè. Đó. Nhìn qua bên kia, đó, tượng Đức Mẹ. Rồi con đường này là đường Đồng Khởi. Đường Đồng Khởi này hồi xưa nó là đường tự do. Tại Pháp con đường này mang tên là đường Catina. Còn đây là nhà tù nè bà con. À, nơi đó hồi xưa là nhà tù đó. Đường Lý Tự Trọng hồi xưa là đường Gia Long. Nhớ đâu đây nè, hồi xưa người ta còn đào được nguyên cái hầm. Trời ơi, cái quán này giờ mở đông quá bà con. Catina mở ra đúng chỗ luôn. Rồi tập trung khách Tây ngồi nữa kìa. Trời ơi, họ ngồi ngoài lề đường luôn. Cái bậc thềm mà họ cũng được tận dụng luôn bà con. Bậc thềm mà tận dụng để làm chỗ ngồi luôn là quá đã. Ôi, vô tình luôn. Vô tình lụm được cục sình luôn. Hồi đó đây là tổ chức nhiều thứ lắm á. Có quán chua ba nữa rồi này nọ, mà cũng không bằng cái quán cà phê này luôn. Đúng ngay địa điểm luôn bà con. Ô, thời tới rồi đó bà con. Đến nỗi mà một cái lề đường mà ngồi ngoài bụi bặm mà mưa gió này nọ, mà để hai cái ghế chế thành cái bàn vậy mà cũng có người vô ngồi. Mà một ly nước không phải rẻ đâu nha bà con. Ồ, thời tới rồi. Trời ơi, thời tới rồi. Vô tình lụm được bí kíp rồi. À, Continental nè. Hồi xưa tiệm bánh Givan này nè. Tiệm bánh Givan này ba mẹ gồ có vô mua cái bánh Givan ba mẹ gồ ăn rồi hồi đó. Tầm khoảng buổi chiều á, hồi đó ba mẹ gồ hay ra đây chơi lắm. Đây là nhà hát thành phố nè. Bây giờ cái hàng cây cao nó không còn nha bà con. Hồi xưa nghe dỗ cái công viên này nè bà con. À. Ở đó đây có một cái tượng đài trước năm 75 nè. Không biết bà con bác còn nhớ cái tượng đài nào không? Hai người lính. Đó, bà con bác có biết không? Hồi xưa trong góc đó hai hàng cây cao lắm. Bên đây cũng vậy nè, hai hàng cây cao lên. Đó, nơi đây hồi xưa có một cái bồn nước. Đó. Trước, không, hồi xưa trước năm 75 nó là cái tượng. Rồi sau năm 75 ở đây có cái bồn nước ngay giữa đây nè. Đó, rồi đây là cái tiệm bánh Givan. Tầm khoảng buổi chiều hồi đó, tầm khoảng chiều tầm giờ này nè, khoảng 4-5 giờ chiều á, trời mát mát vậy nè. Đó, mấy cái hàng cây cao này chim nhiều lắm bà con. Không biết giờ còn chim không. Ba mẹ gồ ra đây bắn chim sẻ. Bà bắn sợ lắm nha, hồi xưa ở đây có nguyên cái tòa nhà ở đen nè, có mấy cái cửa kiến á. Bắn sợ, bắn vô cái cửa kiến người ta sợ lắm.
Còn đây là cái phòng thông tin. À, phòng thông tin đó bà con. Bên kia sau năm 75 đổi tên là khách sạn độc lập. Đây, khách sạn độc lập nè. À, đây là nhà hát thành phố, Continental. Thỉnh thoảng 2 giờ chồng ba Michael cũng có một cái thú vui là vô cái Continental này uống cà phê. Cà phê cũng ngon lắm. Còn cái Caravel kia là hồi xưa là một cái ngân hàng. Ngân hàng gì Nam Nam á bà con. Ba Michael không có nhớ tên mà con bác nào có nhớ bà con bác nhắc giúp ba Michael với. Rồi cái khách sạn Caravel này nè là có cái văn phòng đại lý vé máy bay của Pháp đó bà con. Ở đây nè, hãng máy bay Air France á. Rồi bên đây hồi xưa là mấy cái tiệm nhà may ở đây nè. Có một cái đây trong đó đó bà con, hồi xưa có một cái phòng trà vũ trường đêm màu hồng. Rồi có một cái rạp nữa, không biết bà con bác còn nhớ không, trong cái con hẻm đó có một cái rạp cine tên gì ba mươi cầu quên rồi. Ở đây là tiệm bánh Broda nè. Ôi cha dẹp rồi. Ô xin thưa bà con bác, tiệm bánh Broda đã dẹp rồi từ ngày 27 tháng 5. Cái tiệm bánh Broda đó bị dẹp mấy lần luôn bà con. Trước năm 75 là nơi đó là tiệm bánh Broda. Đây là đường Thái Lập Thành nè.